Thưa quý vị, vượt nửa vòng trái đất, ngày hôm nay, cựu binh Mỹ ông Peter Mathieu đã có mặt tại Việt Nam đem theo cuốn nhật ký của liệt sĩ mang tên Cao Xuân Tuất để trao tận tay cho thân nhân liệt sĩ. Kể từ khi xác nhận chính xác cuốn nhật ký là của liệt sĩ Cao Văn Tuất ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, người thân cũng như bà con hàng xóm rất mong ngóng sớm được gặp lại cuốn nhật ký này với tâm trạng xúc động bồi hồi. Được đón nhận lại cuốn nhật ký với họ như được đón người thân về với gia đình, quê hương. Những ngày này tại nhà anh Hà Huy Mì, cháu ngoại của liệt sĩ Cao Văn Tuất, ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, rất đông người thân và bà con hàng xóm đến thăm. Ai cũng ngóng chờ được đón nhận lại cuốn nhật ký của người thân. Cuốn nhật ký cách xa cả nửa vòng trái đất và xa cách hàng chục năm, nay được hồi hương về đúng nơi nó thuộc về, khiến họ không thể kìm nén được cảm xúc. Cái cảm xúc của tôi mà trước lúc mà được tận tay mà nhận của nhật ký từ bên Mỹ ạ, mà là bươn trải mà sáng đây để trao cho tôi, họ đã bươn trải mà đi sáng để mà trao lại cho tôi, là tôi rất xúc động và rất hạnh phúc, cùng là một cái điều rất vinh dự và tự hào cho cậu tôi. 15 tuổi rồi đó, tôi coi như là cậu ra đi cùng hè dành cho đi chăn trâu với bộ anh em ra đi bộ đôi cho cậu lại tình cảm anh em chuyện to tỷ mà đâu là trong viên cầu này chỉ nhận được gọi thì anh cứ đi làm cho nhiệm vụ để khi nào ra cái thì anh về, bởi vì anh được vay cầu đi nghe thì cũng nói được nữa. Vào chiều ngày 4 tháng 3, ông Peter Mathieu và vợ là bà Christine Mathieu đã có mặt tại sân bay Vinh để di chuyển về Hà Tĩnh sau 22 giờ bay từ Mỹ đến Việt Nam. Trở lại Việt Nam lần thứ hai, ông Peter mang một tâm trạng đặc biệt với mong muốn nhanh chóng được gặp gỡ gia đình của liệt sĩ Cao Văn Tuất, chủ nhân của cuốn nhật ký mà ông và gia đình đã cất giữ 57 năm qua. Bà Christine cho biết rất nhiều lần chuyển nhà, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, cuốn nhật ký vẫn nguyên vẹn bên cạnh ông bà. Để ngày hôm nay, đồng hành cùng hai vợ chồng ông bà đem trả về đúng nơi thuộc về nó. Tôi rất xúc động khi trở lại đây. Tôi cảm thấy muốn khóc khi nghĩ về khoảng thời gian chiến tranh. Đó là lý do tôi đến đây. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ gặp lại người thân của người lính Cao Xuân Tuất để phần nào đó chữa lành trái tim tôi. Nhưng quan trọng hơn là an ủi cảm xúc của gia đình người lính đã mất. Cuốn nhật ký thuộc về họ. Lần đầu tiên tôi đến đây. Hoàn cảnh lúc đó thật sự không tốt và trở lại Việt Nam lần này. Trong tôi mang nhiều ấn tượng và cảm xúc tốt đẹp. Rất xin lỗi vì tôi đã trả lại cuốn nhật ký này quá muộn. Đáng ra tôi nên làm điều này từ nhiều năm trước, nhưng vì cuộc sống khiến cho tôi không thể lên kế hoạch sớm hơn. Chuyến đi này là một cơ hội tốt cho cả Peter và gia đình chủ nhân cuốn nhật ký để cả hai bên đều được an ủi và khép lại một phần quá khứ. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi đem trả lại cuốn nhật ký. Nó thuộc về Việt Nam. Chúng tôi rất cảm kích và xúc động khi thực hiện được hành trình này. Tôi rất mừng là gia đình của chủ nhân cuốn nhật ký vẫn sinh sống ở đây và chúng tôi đã tìm thấy họ. Tôi rất mong chờ được gặp gia đình người thân của chủ nhân cuốn nhật ký. Liệt sĩ Cao Văn Tuất sinh năm 1942. Năm 1963, anh lên đường nhập ngũ, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1967. Ngoài cuốn nhật ký đang được cựu binh Mỹ, ông Peter Mathieu cất giữ, kỷ vật còn lại của liệt sĩ Cao Văn Tuất chỉ còn vỏn vẹn ở tờ giấy và cuốn sổ nhỏ này. Cho đến nay, phần mộ của liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Việc được gặp lại cuốn nhật ký là mong muốn lớn nhất và đây là kỷ vật quý giá đối với gia đình thân nhân liệt sĩ. Nguyên vọng của gia đình cũng muốn đi tìm kiếm, cho mấy nhưng cũng không biết cái hy sinh ở tại điểm địa điểm nào đó, coi như là đóng quân ở tại địa điểm nào thì khu vực nào cũng không biết. Thì bây giờ trên bom mỹ đàn thì thời gian đó là cũng ở quê hương cũng có bom mỹ đàn, hình ảnh này những cái thứ tư của con cái thì những cái nhà tranh vách đất thì mưa bão gió lấy thì bộ đấy thì dư là coi như là mất hết rồi. Chiến tranh đã lùi xa, liệt sĩ Cao Văn Tuất mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Và có lẽ những ước mơ, những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ,
anh đã gửi chọn trong cuốn nhật ký. Không chỉ mong sớm được gặp lại cuốn nhật ký, người thân liệt sĩ còn mong muốn và sẵn sàng đón cựu binh Mỹ, ông Peter Matthews về với gia đình, thắp một nén tâm hương trước anh linh liệt sĩ. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa qua đời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Minh bị đột quỵ. Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cho biết vào sáng ngày 4 tháng 3, người nhà ông Minh gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh nhân được xác định đã ngưng thở, ngưng tim trước khi nhập viện. Ông Trần Văn Minh, sinh năm 1967, quê quán ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 1 năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo phân công, ông Minh có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối văn hóa xã hội. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2 gồm 18 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Hiện tại, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đang chỉ đạo các công việc liên quan đến tang lễ cho ông Minh. Thông tin cụ thể sẽ thông báo sau. Theo thống kê, mỗi ngày Hà Nội sẽ có khoảng hơn 1.000 tấn bùn thải được thu gom từ quá trình nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội. Hiện số bùn này được vận chuyển và tập kết đổ về bãi đổ phế thải khu C Yên Sở, quận Hoàng Mai để xử lý và chôn lấp. Hình thức xử lý này hiện đang đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới môi trường và lãng phí tài nguyên đất, thậm chí có nguy cơ sẽ hết chỗ vào năm 2026. Do vậy, việc tìm một giải pháp căn cơ và bền vững đang là bài toán đặt ra với chính quyền thủ đô. Đây là hoạt động nạo vét cống ngầm trên đường Phạm Hùng của công ty thoát nước Hà Nội. Hôm nay cả 5 tổ máy đều hoạt động nhằm đảm bảo việc làm sạch hệ thống thoát nước một cách nhanh chóng và đồng bộ. Quá trình làm sạch sẽ có hàng tấn bùn được nạo vét. Không chỉ có bùn thải của hệ thống thoát nước mà bùn thải của các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước đều được tập kết về bãi bùn Yên Sở. Do là bùn thải nên quy trình xử lý phải được thực hiện tuân thủ theo quy định của Hà Nội, tuân thủ các nội dung tiêu chí bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vào năm 2018. Hiện công việc này đang được thành phố Hà Nội giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đảm nhận. Trong đó, đơn vị này phải thực hiện công tác giám sát chất lượng nước thải và giám sát chất lượng nước ngầm hàng năm. Các cái ô để chứa bùn thải thì chúng tôi đều được thiết kế theo cái quy định của DTM, Bộ Tài nguyên Môi trường duyệt, có các cái lớp để ngăn không có thẩm thấu các cái nước thải. Và thứ hai là chúng tôi thực hiện quan trắc thường xuyên, quan trắc về theo đúng DTM. Một là quan trắc nước ngầm, hai là quan trắc về bụi, ba quan trắc về các cái mức độ ô nhiễm khác để đảm bảo thực hiện không sai cái quyết định 1440 DTM mà Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấp. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương hình thành khu tập kết bùn thải tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Do số lượng bùn thải ngày càng nhiều, khu C có diện tích hơn 3,4 ha đã đóng bãi từ tháng 1 năm 2021 và hiện đã mở rộng thêm gần 15 ha. Dù các kết quả kiểm định cho thấy loại bùn này không nguy hại tới môi trường, nhưng việc chôn lấp hiện đang chiếm một diện tích đất lớn. Do vậy, hiện thành phố đang phải tìm các giải pháp chuyển đổi, trong đó hướng tới những công nghệ xử lý hiện đại. Để nói đến đầu tư, thì cái việc mà để chuẩn bị nó đến năm 2026 thì cũng không phải là dài. Các việc phải bắt tay vào ngay. Thì đến cái thời điểm đấy mới có thể giải quyết được vấn đề. Nên là đối với sở xây dựng, với trung tâm, là đây là một vấn đề nóng. Mà về phía chúng tôi thì chúng tôi sẽ tích cực, phải nói là rất tích cực, để tìm ra cái phương án để đề xuất với sở xây dựng, để sở xây dựng báo cáo thành phố về cái việc là xử lý bùn. Theo quy hoạch thoát nước, quản lý chất thải rắn thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hà Nội sẽ phải đầu tư xây dựng một số bãi chôn lấp bùn thoát nước, trong khi bãi chứa bùn thải duy nhất của thủ đô là Yên Sở sẽ hết khả năng tiếp nhận vào năm 2026. Thì Hà Nội nhiều năm nay vẫn đi tìm kiếm công nghệ phù hợp với điều kiện của thủ đô, nhưng vẫn chưa chọn được giải pháp phù hợp. Để hệ thống thoát nước của thủ đô thông suốt, những việc nạo vét thế này là hoạt động định kỳ. Với khoảng hơn 1.000 tấn bùn thải được nạo vét mỗi ngày, phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường và gia tăng dần theo các năm do sự đô thị hóa, thì việc đưa ra một giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất thay vì phương pháp chôn lấp hiện nay vẫn là một bài toán khó mà thủ đô đang chăn trở.